Cao Trang Food HD rất vui mừng xin chào các bạn. Cứ vào thứ hai đầu tuần 20 giờ, kênh sẽ công chiếu một video mới với chủ đề cơm nhà yêu thương ba món. Mời các bạn xem và chia sẻ. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái món canh súp thanh dịu gần như là đặc sản từ cá phi lê điêu hồng, thì là cà chua và đậu hũ. Và hôm nay mình cũng quay chi tiết cách phi lê cá điêu hồng theo người bạn yêu cầu. Các cháu bây giờ rất là ngại ăn cá bởi vì cá nó có xương. Nhà mình quay cái cách mà lấy xương cá nó chi tiết. Mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Khẩu phần cho 5 người thì là mình cần 250g. Cà chua mình cần 3-4 trái thì là rửa sạch. Rồi mình cắt có độ dài khoảng 3cm. Cà chua cắt miếng mỏng. Đậu hũ non thì mình cần 2 cây hoặc là 2 cây tròn. Các bạn có thể chọn đậu hũ non có trứng hoặc là không trứng đều được. Chần đậu hũ non qua nước sôi có một ít muối và mình giữ nguyên. Tiếp theo mình phi lê cá điêu hồng. Hôm nay là mình nấu canh cho nên mình cắt cái phần đuôi và sát cái cạnh ở trên gần phần đầu. Sau khi mình phi lê xong thì mình lấy phần đuôi, phần đầu và bộ xương của cá điêu hồng mình nấu nước dùng. Các bạn sau khi cắt xong thì các bạn đi từ cái sống lưng. Mình phi lê thì cái dao của mình phải bén các bạn và có cái mũi nhọn. Sau khi mình rạch một cái đường nó có cái điểm ở sống lưng rồi thì mình cứ cầm cái miếng thịt cá ở bên trên và cái dao của mình cứ nhẹ, mình kéo dao nhẹ, kéo từ ở phía dưới đuôi lên tới trên đầu, mình cứ kéo nhẹ và toàn bộ xương nó sẽ tách ra cái phần cá, đặc biệt là cái phần gần tới bụng cá thì cái thịt nó rất là mỏng, cho nên các bạn cứ nhẹ từ từ các bạn lách ra để tránh trường hợp cái dao nó bén thì nó xương nó đi theo. Đến khi gần phần cạnh cái xương giáp lại dưới bụng thì mình tách cái miếng cá ra. Sau khi mà mình tách cái miếng cá ra rồi, nếu như cái miếng cá của mình mà nó không có được đẹp á thì mình sẽ tề lại, định hình lại cho nó đẹp. Đây là miếng cá thứ nhất sau khi mình phi lê. Tương tự, mình sẽ cắt cái phần đuôi và phần cạnh đầu để mình phi lê miếng cá thứ hai. Các bạn có thể dùng cách phi lê này để mình phi lê cá chép, cá lóc hoặc là cá rô. Tất cả các loại cá mình đều phi lê được. Cá điêu hồng này có trọng lượng là 1 kg. Mình rửa với nước chanh và nước muối cho thật là sạch. Sau khi mình phi lê cá xong rồi thì cái phần xương cá mình cắt làm 3 là phần đuôi, phần đầu và bộ xương. Đây là cái đĩa cá mà sau khi mình phi lê xong đó các bạn. Bây giờ mình mới lấy 2 cái phần thịt cá mình thái dày khoảng 1cm để mình nấu canh. Các bạn dùng cái dao nghiêng á, mình thái cái miếng cá nó sẽ to hơn. Khi thái xong thì mình tẩm vị cá với lại tiêu, một ít đường, một ít hạt nêm. Nếu các bạn thích bột ngọt thì mình cho thêm một ít bột ngọt. Nấu canh cá thì cái điều lo ngại nhất là cái mùi tanh của cá. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ với các bạn để khử cái mùi tanh của cá. Khi mà cái son nóng thì mình cho khoảng 1 muỗng dầu, 1 vài tép tỏi đập dập, 1 ít hạt tiêu, 1/2 củ hành tây hoặc 1 củ hành tây, 1 vài nhánh cần tây. Khi tỏi vàng thì mình cho cá vào, mình đảo nhẹ cho nó đều. Cá hơi cứng ở hai bên bề mặt, tức là trứng khoảng 40%, 50% thì mình cho 2 muỗng rượu vào, đẩy cái lửa mạnh lên, xào cá nhanh tay để toàn bộ mùi tanh của cá nó đẩy ra ngoài. Khi mà cá đã cứng á thì mình tiếp tục mình cho cái nước sôi nhưng mà ấm thôi, giữ ấm vào khoảng 1 lít. Nó ngập cái bề mặt của cá là được. Trong nồi nước dùng cá này thì mình thêm 1 ít muối hạt, 1 ít đường phèn và 1 ít hạt nêm. Nấu ở độ lửa cao cho nó bừng lên, sau đó thì mình giảm lại, mình để nó riu riu sôi tim là được.
khi cá khoảng 15-20 phút là nó chín rồi. Thì mình vớt cái phần cá ra, các bạn nhìn thấy cá của mình không bị dở mà rất là thơm. Rồi vớt cá ra xong thì mình lọc cái nước này đi. Nếu như trong gia đình nhỏ của mình thì mình dùng cái rây á các bạn. Mình rây mình lấy hết những cái phần xác, xác thơm cũng như hạt tiêu ra khỏi cái nồi nước cá. Hôm nay thì mình nấu khẩu phần cho 5 người, cho nên khoảng 1 lít nước là được rồi. Khi nước cá sôi và trong trở lại thì mình nêm lại một lần nữa cho nó đậm vị. Để một chút xíu mình cho đậu hũ và thì là cà chua vào thì nó sẽ nhạt đi. Cà chua thì mình cho một phần cà chua vào trước và một phần cà chua vào sau. Cà chua mình có thể gọt bỏ vỏ hoặc là để vỏ. Cà chua nấu để tạo cái vị nước hơi chua và phần còn lại là nhìn cho nó đẹp. Sau đó thì cái phần cá phi lê á, các bạn cho vào. Nếu như mà mình chưa có ăn liền á các bạn, mình nấu trước hoặc là mình có khách á, thì mình nấu cá với lại cà chua trước, nêm nước, xong hết rồi mình để đó. Khi có khách á, thì mình mới cho cái phần cá phi lê vào chần cho nó chín, rồi mình để ra một cái tô ở bày tiệc, rồi mình cho đậu hũ rồi thì là vào. Đậu hũ thì lâu mình cho trước khoảng 5 phút, còn thì là nó chín rất là nhanh. Khi mà sôi bừng trở lại 1-2 phút là thì là đã chín rồi. Đây là cái nồi cá mà mình cho tất cả các nguyên liệu vào hết với nhau. Các bạn nhìn thấy màu sắc rất là đẹp, một phần cà chua tơi nhỏ ra, cái rất là đẹp cái màu nước, một phần cà chua thì còn lại ở trong miếng. Đậu hũ non thì rất là dễ dở, cho nên khi luộc á, thì các bạn vẫn giữ cái trong cái nồi nước luộc nguội của mình, đến khi nấu á, thì mình dùng cái vợt mình bỏ qua để mình nấu. Xong rồi, đây là tô canh súp, cá phi lê điêu hồng, cà chua, đậu hũ và thì là rất là ngon miệng. Mời các bạn hãy làm món ăn này cho gia đình của mình nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn tất rồi cá phi lê, cá điêu hồng và một món canh súp. Còn lại cơm nhà yêu thương 3 món, món mặn và món xào. Thì mời các bạn hãy xem tiếp trong kỳ tới phần 2. Món mặn là ba chỉ chiên giòn với lá gừng. Còn phần rau xào đó là đậu rồng xào với thịt bò. Hương vị thật là tuyệt vời, màu sắc rất là đẹp. Mời các bạn hãy đón xem và ủng hộ. Cao Trâm Phúc HD luôn chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp yêu cầu của các bạn. Vào thứ năm thì mình có một cái chủ đề món ngon khoái khẩu 18:45. Mời các bạn đón xem. Xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn.